Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Lại là khu trồng cảnh công CNC đây. Tiếp tục series thanh lý các sản phẩm trong kho. Ở phần thứ nhất, phần thứ hai và phần thứ ba, chúng tôi đã gửi đến quý vị các đoạn video thanh lý các bộ khu trồng cảnh tròn, vuông và chữ nhật. Đến với phần tư của series thanh lý các sản phẩm trong kho, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đoạn video thanh lý các sản phẩm lục giác ly. Ở phần tư này chúng tôi có 3 sản phẩm cần thanh lý. Thứ nhất là lục giác ly 19, thứ hai là lục giác ly 23. Lục giác ly 28. Và thứ ba đó là lục giác ly 35. Đâu, quý vị lưu ý nha, ba cái sản phẩm lục giác ly này đều có chung họ tiết, đó là họ tiết cành trúc và hoa cúc. Cành trúc thì tượng rất là thẳng thắn, tượng trưng cho khí phách của đấng trượng phu, và hoa cúc là những cái gì đẹp đẽ nhất, tinh hoa đẹp đẽ nhất, tượng trưng cho phụ nữ. Và đến với sản phẩm thứ nhất đó là lục giác ly 19. Về thông số kỹ thuật của lục giác ly 19, chiều rộng là 19 cm và chiều cao là 22 cm. Quý vị lưu ý nha, chúng tôi còn 30 bộ như thế này và giá chưa thanh lý là 300.000 đồng, được khu trồng cảnh công CNC thanh lý giảm 50%, còn 150.000 đồng. Về cấu tạo của lục giác ly 19 gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lòng trong, đây là nhựa ABS Trung Quốc nha quý vị, được đúc nguyên khối. Và phần vỏ ngoài gồm 3 tấm vỏ ngoài và một tấm đáy vỏ ngoài, được liên kết với nhau bằng những con trúc nhựa như thế này. Họ tiết lúc nãy chúng tôi có nói đó là họ tiết cành trúc và hoa cúc xen kẽ với nhau. Quý vị lưu ý nha, lục giác ly 19 đang được khu trồng cảnh công CNC thanh lý chỉ còn 150.000 đồng. Sản phẩm thứ hai đó là lục giác ly 28. Về thông số kỹ thuật của lục giác ly 28, chiều rộng 28 cm và chiều cao là 33 cm. Hiện nay khu trồng cảnh công CNC chỉ còn 20 bộ như thế này và giá chưa thanh lý là 600.000 đồng, được khung chiều cảnh công CNC giảm rất mạnh, giảm 50%, còn 300.000 đồng. Về cấu tạo của lục giác ly 28 này gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lòng trong, vẫn là nhựa ABS Trung Quốc, được đúc nguyên khối và có hai lỗ để thoát nước. Phần thứ hai là phần vỏ ngoài. Phần vỏ ngoài gồm 3 tấm vỏ ngoài và một tấm đáy vỏ ngoài, và chúng được liên kết với nhau bằng những con trúc nhựa như thế này. Và về hoa văn cũng là cành trúc và hoa cúc xen kẽ với nhau. Như chúng tôi đã nói từ đầu, cành trúc tượng trưng cho đứng mày râu, đứng nam di, và hoa cúc đẹp đẽ tượng trưng cho các chị em phụ nữ. Và quý vị lưu ý nha, đối với lục giác ly 28, khung trồng cảnh công CNC đang thanh lý chỉ còn 300.000 đồng. Và sản phẩm thứ ba đó là lục giác ly 35. Về thông số kỹ thuật của lục giác ly 35 này gồm chiều rộng là 35 cm và chiều cao là 44 cm. Cấu tạo gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần lòng trong, nhựa ABS Trung Quốc, được đúc nguyên khối và có hai lỗ để thoát nước ở đây. Phần thứ hai là phần vỏ ngoài. Phần vỏ ngoài gồm 3 tấm vỏ ngoài và một tấm đáy vỏ ngoài. Đây, tấm đáy vỏ ngoài được liên kết với nhau bằng những con trúc nhựa như thế này. Hiện nay chúng tôi còn 20 bộ như thế này, 20 bộ lục giác ly 35 nha quý vị. Và giá chưa thanh lý là 850.000 đồng, được khu trồng cảnh công CNC thanh lý giảm 35%, còn 550.000 đồng. Về họ tiết của lục giác ly 35 này cũng là cành trúc và hoa cúc xen kẽ lẫn nhau. Đây, phần thứ tư series thanh lý các sản phẩm lục giác ly, có mà chúng tôi thanh lý 3 sản phẩm. Lục giác ly 19 giá là 150.000 đồng, lục giác ly 28 giá là 300.000 đồng, và lục giác ly 35 giá là 550.000 đồng. Đây là giá thanh lý nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn video vừa rồi, phần thứ tư series thanh lý các sản phẩm trong kho. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị liên hệ đến số điện thoại hotline 1900 868648 để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại địa chỉ 59 Dương Công Khi, xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và quý vị nhớ nhanh tay đặt hàng để nhận ngay ưu đãi này nhé. Số lượng có hạn. Cảm ơn quý vị.